một vài khó khăn trong quá trình vẽ bút bi và cái cách mà mình đã giải quyết nó như thế nào. Thứ nhất đó là bút bi bị đọng mực. Mình tin rằng mọi người ai cũng đều trải qua cái cảm giác mà bút bi bị đọng mực rồi đúng không? Và cái hậu quả để lại đó là một cái bức tranh bút bi sẽ xuất hiện một vài đốm lem trông khá là mất thẩm mỹ. Thử tưởng tượng rằng bạn đang ngồi vẽ miệt mài, tỉ mỉ, gần hoàn thiện một cái bức tranh cực kỳ tâm huyết rồi, thì bỗng nhiên cây bút của bạn bị tắc mực và đọng ngay một chấm to đùng ở giữa mặt nhân vật mà mình đang vẽ, thì cảm giác thật là thôi, lúc đó làm gì còn cảm giác gì nữa, bỏ tranh đi mà vẽ lại thôi. Và mình cũng gặp phải cái trường hợp này rất là nhiều lần. Thường thì một cái cây bút khi viết lâu hoặc là gần hết mực thì mực sẽ đọng lại ngày càng nhiều. Và cái giải pháp đơn giản mà nhiều bạn cũng biết đó là hãy quẹt bút thường xuyên. Đây cũng là cái cách mà mình luôn áp dụng khi vẽ bút bi. Thường thường thì mình sẽ quẹt vào một cái tờ giấy khác, nhưng mà khi nào lười quá là quẹt luôn vào một góc trong bức tranh mà mình đang vẽ luôn. Cứ tầm 30 giây, 1 phút là mình lại quẹt một lần để tạo thành cái thói quen. Đừng để đến khi mải vẽ quá quên quẹt, dẫn đến cái hậu quả là hỏng luôn bức tranh, thì thật là phí công chúng ta ngồi hàng tiếng đồng hồ để tỉ mỉ chăm chút. Mình phát hiện ra một điều rằng nếu như đan nét theo một cái tốc độ đều tay liên tục thì lượng mực sẽ được tiết ra đều hơn. Do vậy thì sẽ ít bị đọng mực và sẽ chỉ phải quẹt mực rất là ít thôi. Mình thấy rằng cái điều này khá là quan trọng khi mà vẽ bút bi mà nhiều người lại không để ý tới. Cái thứ hai đó là không thể tẩy. Đây cũng là một cái đặc điểm nổi bật khi vẽ bút bi, cũng như cái điểm khác biệt lớn giữa vẽ bút bi với bút chì. Nếu như bút chì có thể tẩy đi mỗi khi vẽ sai thì bút bi lại không dễ như vậy, giống kiểu sai lầm mà không thể sửa ấy. Do đó thì đa số mọi người sẽ thấy bút bi khó ở điểm này. Điều duy nhất chúng ta có thể làm đó là phải thật tỉ mỉ trong từng nét vẽ. Do đó mỗi khi vẽ thì mình thường phác thảo thật là mờ trước để dựng hình, rồi khi nào chắc chắn thì mới nhấn đậm thôi. Ví dụ đó là mình vẽ bức tranh với sắc độ tự nhiên của một cây bút bi, thì khi phác hình thì mình sẽ giảm cái sắc độ đó xuống. Và cái cách mà mình thường dùng để giảm cái sắc độ đó xuống đó là đặt nghiêng cái cây bút đó ra rồi tô. Những bạn mới tập mà chưa thành thạo trong việc điều chỉnh lực tay thì có thể đặt nghiêng cây bút ra rồi tô, nó rất là dễ. Tuy nhiên đôi khi nét của nó sẽ bị đứt đoạn và không liền mạch. Còn nếu ai mà thành thạo hơn trong việc điều chỉnh lực tay thì hoàn toàn có thể vẽ ra những cái nét nhẹ mà liền mạch, không cần phải đặt nghiêng cây bút. Cái thứ ba đó là điều chỉnh sắc độ. Mới đầu tập vẽ bút bi mình không nghĩ rằng cái bút này có thể tả thực được, cho tới khi xem tranh của một số họa sĩ nước ngoài trong nước thì lúc đó mới nhận ra rằng không phải do cây bút mà là do cái kỹ năng mà mình sử dụng cái cây bút đó như thế nào. Khi mà mình duy trì bằng những cái nét sát nhau thì có thể tạo ra một cái mảng khá là đồng đều về sắc độ đúng không? Nhưng mà khi mà thử bằng bút bi ấy, thì nó không, thì nó sẽ ra một cái đống cực kỳ lộn xộn luôn. Và cái cách mình khắc phục đó là mình sẽ tập đan nét. Mình cũng đã thử những cái cách khác ngoài đan nét, nhưng mà sau một thời gian thì vẫn thấy cái việc đan nét là hiệu quả nhất. Không phải tự nhiên mà khi tập vẽ tượng mọi người hay sử dụng đan nét đâu đúng không? Và tất nhiên là theo cảm nhận của mỗi người thôi. Vẫn có khá nhiều người sử dụng những cái nét vẽ khác mà vẫn có thể tạo ra được những bức tranh phải gọi là tuyệt phẩm. Và lời khuyên của mình đó là các bạn hãy thử bỏ thời gian ra để tập đan nét. Nó khá là hữu ích cho quá trình tập vẽ sau này. Đó là một số những khó khăn mà mình dễ nhận thấy nhất trong quá trình mình tập vẽ bút bi và một số giải pháp riêng của mình để vượt qua nó. Mọi người có thể đóng góp ý kiến, có thể để lại bình luận bên dưới. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Bye!